nghĩa đây là mê ngủ, đây gọi là lúc gì? Lúc ngủ mê. Chúng ta phải khẳng định là đây là lúc này nằm mê, mà đang lúc ngủ mà mê ngủ, tức là nằm mê mà gì, mà thấy cái cảnh tượng đó, chứ không phải là ví dụ như mà Phật tử khi đang ngồi thiền chẳng hạn, hay là đang ngồi tụng kinh mà cứ mong thấy Phật chẳng hạn, mà thấy Phật hiện đến bay qua bay lại trên đầu mình như thế vậy, thì đấy chắc chắn là giả cảnh, tức là gì, là ma. Chúng ta ngồi mà cái tâm cứ mong muốn tụng kinh mà gì, tâm không để ý vào kinh mà cứ thế là mong Phật đến để thấy Phật á, mà khi đó Phật hiện ra thì Phật đó 100% là ma, không phải là Phật, đó là ma giả Phật, do cái tâm mong cầu sớm được khai nhãn, tức là sớm được thiên nhãn á, sớm nhìn thấy Phật á, thì khi đó thiên ma ba tuần nó biết được, hoặc tự là thân thiên ma ba tuần đến, hoặc là gì, cho các binh lính của thiên ma ba tuần đến và giả danh như là gì, như là Phật thật chúng ta nhìn thấy. Và hôm sau chúng ta lại tiếp tục là hôm qua thấy Phật sướng quá, cho nên là đi khoe hết với bạn bè, khoe với các thầy và khoe với bạn bè, thậm chí khoe với cả người nhà là đấy, hôm qua tôi tụng kinh tôi thấy Phật đấy, hoặc là đấy, hôm qua tôi ngủ mơ tôi thấy Phật đấy, vân vân và vân vân. Và hôm sau đến tối hôm đó ngồi vào tụng kinh lễ Phật hoặc ngồi thiền vân vân, chúng ta lại cái gì, lại mong cho Phật đến. Hôm nay chúng ta lại mong Phật đến, không chỉ là bay qua bay lại trên đầu mình nữa, mà lại còn, hoặc là hiện ra trước mắt mình nữa, mà lại còn được Phật gì, xoa đầu, lấy tay xoa đầu, thọ ký cho chúng ta, hoặc là Phật thuyết pháp cho chúng ta nghe, vân vân và vân vân. Thì đó là gì? Đó là ma sự 100%. Đó, ở trong chùa chúng ta cũng có cái trường hợp như thế này. Mấy năm trước có một sư ông ở chùa ở tu hành thì bảo là có thần thông nhìn thấy cái nọ cái kia, và thầy không có tin cái đó là gì, là Phật thật, mà thầy bảo cái đó là gì, Phật giả, tức là ma giả Phật đó. Nhưng mà các đệ tử, mấy bác đệ tử của thầy nó không tin, nó cho rằng cái thấy của các bác ấy là đúng, còn lời can gián của thầy ấy gì, là giả. Tôi thì không biết lúc đó lòng các bác đang nghĩ thế nào, nhưng mà tôi nói các bác nó không nghe, bảo đừng có tu cái cách như thế nữa, cách tu như thế không phải là cách tu ở trong chính pháp của Phật. Nhưng các bác nhất định không nghe. Và vì không nghe cho nên tôi tách rời nó ra và cho nó ra ngoài chùa Vạn Niên, ở với cụ Vạn Niên 1-2 tháng. Có nghĩa là tách ra để cho nó ra đấy, thì nó phải ở ngoài cụ Vạn Niên thì công việc thì nhiều, suốt ngày phải quét dọn, phải nấu cơm, phải hầu cụ, cho nên không có thời gian để đi vào để ngồi một chỗ. Ở nhà thì cứ thoát một cái thì lại ngồi vào một cái xó nào đó là trì chú Umbala vân vân gì đó. Thì mình cũng không quản được, mình cũng nhiều công việc không quản được, tôi nhiều công việc không quản được, thì cho nên cho ra đấy. Để ra đấy được thì được khoảng mấy ngày, thì tôi bạch với cụ Vạn Niên là thì bạch cụ để ý cho con hộ cái trường hợp này, vì con đang nghi ngờ là nó tu là không đúng chính pháp, cho nên trong tâm nó đang có vấn đề. Thế cụ và sang cụ bảo rằng tôi thấy nó bình thường, nó không có sao, bác thì cứ đang nghi, cụ nói thế và bác cứ đang nghi. Thế tôi bảo không, người cụ cứ để ý cho con hộ, tại vì con có một cái cảm giác là các bác nó không bình thường. Thế ngay ngày hôm sau thì bắt đầu thì mấy hôm trước cụ nói với tôi là nó không sao, bác cứ đang nghi. Thế ngay ngày hôm sau thì tự nhiên là các vãi nấu cơm dưới bếp là lên báo với cụ là bạch cụ là sư bác không biết làm sao, đệ tử thầy Thịnh không biết làm sao mà thì lễ Phật ở giữa bếp, cái bếp nó bẩn như thế, thỉnh thoảng mà nó có cả nước cái như thế, thì bác cứ đang nấu cơm thì bác lễ sóng xoài ra giữa bếp và bác bảo thì nhìn thấy Phật đến. Thế cái lễ sóng xoài ra giữa bếp như vậy, bảo thấy Phật cho nên là lễ Phật. Thế bắt đầu là cụ Vạn Niên của gọi cho tôi, cụ bảo là hôm qua mày nói, lúc đấy cụ gọi điện cụ bảo là hôm qua mày nói là thằng ấy có vấn đề, tôi nghĩ có thể nó có vấn đề thật. Tự nhiên là hôm nay tự nhiên là nó lễ giữa bếp và nó bảo là Phật đến cho nên nó lễ giữa bếp, đang nấu cơm cho tôi nó lễ giữa bếp. Nhưng mà thế cứ để tôi theo dõi nó xem một thời gian nó xem nó thế nào. Thế tôi mới bày cụ là đấy là cái biểu hiện
cụ cứ để ý cho con xem. Mà đặc biệt là cụ cho mấy cái chú thanh niên học sinh cháu của cụ nó ở đấy thì nó để ý mà không cho nó vào trong phòng thất của cụ, thì nó chỉ chú um bà la trong đó, có khi nó lại điên lên thì chết. Thế cụ bảo yên tâm, tôi sẽ sai chúng nó theo dõi. Thế là đến sáng ngày hôm sau, khoảng độ tầm 10 giờ trưa, tự nhiên thì nhận được cú điện thoại, cụ gọi điện giật cho tôi. Cụ bảo rằng ôi Thịnh ơi, chết tao rồi, cái thằng ấy thì nó bị ma nhập thật rồi, nó bị điên thật rồi, nó đang làm ầm ở trên chùa kìa, nó cứ xưng nó là Phật, nó là Bồ Tát, rồi nó bảo là nó ở thế giới này, thế giới nọ, thế giới kia, nó về đây để nó phổ độ chúng sinh, nó cứu vớt chúng sinh, và nó làm Phật, nó cứu vớt chúng sinh, và nó cứ lăn lộn, nó sùi bọt mép ra trên chùa, nó giật đùng đùng ra và lăn lộn sùi bẹp mép bét. Tôi mang cả cái gì, cả cái chậu nước rửa mặt lên, tôi hắt cá vào mặt vào người nó thì nó mới tỉnh lại một cái, thì nó cứ muốn chạy ra ngoài nhà vệ sinh, nó cứ bảo rằng nó đi ra để nó ăn, nó ra để nó gì, để nó ăn pháp cam lồ vân vân, thế này thế khác. Nó bảo Phật ban cho nó thức ăn rồi các thứ rượu dược để chữa bệnh, để có khỏe mạnh, để độ chúng sinh, nhưng mà thực tế nó toàn chạy vào nhà vệ sinh, cứ đùng một cái nó chạy, nó lao vào đấy, cho nên tôi phải bảo mấy đứa để giữ, để bắt lôi nó vào. Bây giờ mày làm thế nào chứ, phải ra mà cho nó về nhà mà điều trị. Bây giờ ở đây tôi thì không có người, mà ở đây thì gần cái hồ Tây, thì nó chạy ra nhà vệ sinh cũng không sao, nó chạy ra ao ngoài hồ Tây, nó nhảy xuống đó thì nó chết ở đó thì chết. Thì ở ngoài này thì cái khâu an ninh trật tự là nó rất là khắt khe, làm sao một cái thì tôi chết. Đấy. Bác cho người ra thì đón nó về ngay đi, thế này đó, thì chỗ là tôi phải cho người ra đón, mà đón về rồi cũng chưa hết. Đó. Xong rồi thì nó phải đến hàng vài tháng như vậy, thì cứ thỉnh thoảng nó lại đứng trước cửa phòng tôi, nó bảo nó nhìn thấy cái này thế nọ cái kia. Đó. Bảo nó rồi mà nó về, lúc đầu nó tỉnh thì nó bảo sám hối, nó theo thầy. Nhưng mà khi mà nó không làm chủ được mình một cái, nó lại tiếp tục nó lên, nó răng kín cái chỉ ngũ sắc rồi giấy màu xanh vàng đỏ trắng ở trong cái thất của tôi. Nó bảo nó ngồi nó kết ấn lập đàn một lần này nữa là đắc đạo, là thành Phật, là độ chúng sinh. Cho nên đấy, thế sư ông Tâm lúc đó tôi đang ở trong phòng, sư ông Tâm chạy trong hớt hả bảo thầy ơi, thầy lên ngay nhà thất của thầy để cứu, không có bác ấy này. Con lại thấy bác là tiếp tục như thế rồi, nó không chừa, nó lại tiếp tục rồi. Thế tôi chạy lên thì nó đóng cửa, tôi phải đạp cái cửa thất, tôi đạp bung cái đạp nhiều lần, nó bung cái khóa ra, tôi vào tôi mới quạt cho một trận. Thì khi đó tôi bảo là phá ngay, dỡ ngay cái đàn tràng các thứ vớ vẩn linh tinh, cái ma quỷ ấy đi. Thế là xong rồi, nó sợ nó cũng gỡ, nó cứ xin là cho con một lần này nữa là thành Phật, một lần này nữa là không bao giờ phải làm lần thứ hai nữa. Tôi bảo không có lần nào nữa cả, dỡ ngay. Tôi vừa nói vừa dỡ những cái chỉ ngũ sắc với lại cái giấy màu nó quấn chung quanh cái gần cái ban thờ và quanh cái chỗ ngồi của nó. Xong rồi tôi bảo từ đó thì một hai hôm sau tôi bảo là bây giờ thôi, bây giờ muốn khỏi á phải nhất tâm mà sám hối, tụng kinh Bát Nhã, tụng kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Đức Phật dạy đi. Kinh Bát Nhã thì được các vị, khi Đức Phật còn tại thế 22 năm, Đức Phật thuyết kinh Đại Bát Nhã được vô số chư Phật và chư Đại Bồ Tát cũng như chư Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiện Thần phát nguyện là hộ trì kinh Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa, đặc biệt là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, tức là vua của cõi trời dục giới thứ hai, cõi trời Đao Lợi Thiên, nơi mà Bồ Tát Địa Tạng được Đức Phật thuyết pháp và giảng về hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, và còn thọ ký cho Bồ Tát Địa Tạng ở tại cung trời Đao Lợi đó. Đó, cái vị vua ở cõi trời đó là đặc biệt là hộ trì kinh Bát Nhã. Cho nên tôi bảo đấy, cho bây giờ đấy, bác nhất tâm để tụng kinh Bát Nhã đi, tụng lấy là 100 ngày thì sẽ ổn, và một năm, sau một năm ấy, thì khỏi được khoảng 95-98%, mà sau 3 năm thì khỏi hẳn. Nếu như bác mà tin tôi, bác làm theo tôi ấy, thì bác sẽ khỏi hẳn. Và nó nghe tôi thì nó nhất tâm nó cứ tụng kinh Bát Nhã, nhưng thỉnh thoảng đấy, mấy khoảng 1-2 tuần đầu thì nó vẫn phá. Vào tụng như vậy cứ thỉnh thoảng, có khi 11-12 giờ đêm nó đứng trước cửa phòng tôi, nó chả dám gõ cửa.
nó cứ đứng chờ như là trồng cây chuối trước cửa phòng thôi. Có hôm tôi mở cửa dậy, tôi ra thì nhìn thấy, tôi tưởng là kẻ trộm, nó giật mình. Thế thấy nó một cái thì nó gì, nó lùi lùi một cái nó đi luôn, nó chẳng nói câu gì cũng chả gì cả, nó cứ đứng trước cửa phòng tôi, nó đứng như thế, nó chả nói gì, chả răng gì. Thấy tôi mở cửa ra nó chả chào chả gì cả, thế là nó lùi lùi nó đi luôn. Mấy lần như thế mình cũng thấy giật mình. Đó, đấy là những cái gì tu sai đường, không khéo là mất thân tuệ mệnh cả một đời này. Đó. Cho nên ở đây Phật tử này nói rằng tụng kinh 6 tháng thì mê ngủ thấy Phật A Di Đà mặc áo màu vàng từ trên trời bay xuống và bay qua bay lại ở quanh đầu Phật tử này là 3 lần, mê ngủ thấy như thế. Thế hỏi có đúng không? Đấy là ma giả Phật hay là Phật thật? Thì có thể trong cái giấc mơ đây là do cái công đức phúc báo Phật tử này đã theo Phật và tu Phật nhiều đời nhiều kiếp. Nay tuy rằng mới học Phật, mới có tụng kinh, mới có 6 tháng, nhưng mà để được Phật hoan hỷ cho nhìn thấy cái pháp tướng của Ngài ở trong giấc mơ. Nhưng mà trong kinh Địa Tạng nói mà, Bồ Tát Địa Tạng lần đầu tiên cũng mơ thấy Phật đấy mà. Đấy, lần đầu tiên cũng mơ thấy Phật. Cho nên trong giấc mơ mơ thấy Phật, mơ thấy địa ngục, mơ thấy gì? Thấy Phật, mơ thấy cái cảnh giới ở trong địa ngục khổ cho mới phát tâm Bồ Đề. Cho nên trong giấc mơ mà chúng ta biết vận dụng thì cũng có thể là điểm tốt đẹp, là điểm lành tốt đẹp. Còn nếu không biết vận dụng thì có thể nó lại thành gì? Điểm xấu. Nói tóm lại là gì? Ma hay Phật đều ở trong tâm ta cả. Nếu Phật tử này thấy cảnh giới này từ hôm đó đến nay, tâm không mong thấy lại nữa, và trong tâm mình chỉ hoan hỷ biết vậy và ghi nhận như vậy, không đi kể hết với người này với người khác. Duy nhất đây là kể cho thầy vì nghĩ thầy là người thầy hướng đạo, thì kể cho thầy để xin thầy là chỉ giáo đấy là đúng hay là sai, tà hay là chính thì được. Nếu còn Phật tử này cứ đem đi kể hết với người này với người khác, đấy là thứ nhất. Cái thứ hai là gì? Và cứ tối tối lại ngủ, hoặc là trưa ngủ trưa cũng gì cũng mong thấy Phật, thấy cái ông Phật hôm trước mình thấy á, đến bay đến để xoa đầu, để thọ ký cho mình, hay để giảng kinh thuyết pháp cho mình. Thì nếu mà Phật tử này từ hôm đó thấy cảnh Phật hôm mê ngủ đó, thấy Phật bay qua bay lại qua đầu mình 3 lần đó, mà từ hôm đó đến nay tâm vẫn khởi mong muốn thấy Phật nữa, mà thấy á, thì chắc chắn cái thấy lần sau là giả. Cái lần trước có thể là thật, nhưng lần sau thì là giả đấy. Nếu còn thấy như thế thì đừng có nắm bắt, mà đừng có theo, mà cũng đừng có phải gửi câu hỏi cho thầy làm gì nữa. Vì câu hỏi ngày hôm nay thì trả lời như vậy là thầy nghĩ là khá đầy đủ cho Phật tử. Cho dù các cụ ngày xưa, các tổ ngày xưa nói gì, gặp Phật phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma. Đấy, trong nguyên văn chữ Hán là như vậy, phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma. Tức là gặp Phật đó, thì giết Phật, gặp ma thì giết ma. Chúng ta mới nghe qua thì nghe chừng như là chúng ta gì, chúng ta kiêu căng ngã mạn bất tín rồi thế này thế khác vân vân. Nhưng thực tế đối với các thiền sư, đối với các tổ sư ngày xưa, các ngài tu hành, các ngài dụng tâm chân chính, một vật cũng gì cũng chẳng cho nó dính ở nơi tâm. Giống như là một niệm nhỏ khởi lên, các ngài còn gì còn không cho nó để chứa đựng ở trong tâm, huống chi là gì là thấy Phật hay thấy ma. Cho nên cái ý nghĩa nói là phùng Phật sát Phật nghĩa là sao? Tức là gặp Phật giết Phật đó, tức là không chấp. Phật có đến, Phật có xoa đầu thọ ký, Phật có thuyết pháp cho ta nghe, tâm thì của chúng ta vẫn như bất động như vậy, không khởi lên một niệm là luyến ái, không khởi lên một niệm là gì mong tiếp tục được thấy Phật và được nghe pháp và được Phật xoa đầu thọ ký cho mình, vân vân và vân vân. Đó gọi là gì? Dụng tâm ở trong trạng thái là như bình đẳng. Trước khen không mừng, mà trước chê không gì không giận, trước Phật á không vui, mà trước ma cũng không gì không sợ. Đó gọi là gặp Phật giết Phật. Còn gặp ma, bình thường chúng ta thấy á, người Phật tử hay là tu hành chưa đến nơi đến chốn, hay là người dân thường á, ở ngoài đời á, họ ngủ chiêm bao, hoặc là đi đường thấy ma, vân vân, thì họ sợ lắm. Mặc dù chỉ là giấc mơ thấy ma thôi, hoặc thấy mình chết, hoặc thấy người thân mình chết thôi, tức là thấy ma đó. Họ nói là thấy ma đó, tức là thấy người chết, tức là thấy ma, họ cho là thấy ma. Hoặc là người chết,
người trong họ hàng hoặc trong gia đình hoặc hàng xóm láng giềng vân vân và vân vân, họ chết rồi nhưng mà gì, đêm ngủ thấy họ hiện về và nói chuyện với chúng ta, hoặc không nói chuyện nhưng mà thấy hình bóng của họ, thì họ cho đó là gì? Đó cho là thấy ma. Tức là thấy hình bóng của người chết họ đều cho là thấy gì? Thấy ma. Thường thường người đời hoặc người Phật tử hoặc kể cả tăng ni tu tập chưa sâu, định lực chưa gì, chưa vững á, thì người đó vẫn gì? Vẫn sợ như thường, vẫn bị run sợ như thường, tóc gáy vẫn cứ dựng đứng lên, tim vẫn đập loạn xạ liên hồi và hoảng loạn lo sợ, thậm chí là ăn không ngon, ngủ không yên mà sinh bệnh nữa. Đó cho nên đấy gọi là thấy ma. Thì đối với Phật dạy, đối với người tu hành chân chính, đối với người tu hành chân chính, thấy ma thì cũng không khởi lên một niệm là sợ sệt. Vì sao? Vì trong quyển chỉ quán tọa thiền của Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, Ngài nói rằng vì cái đó tất cả là đều do giả cảnh, do tâm thiện ác phân biệt của chúng ta gì tạo nên. Và Ngài Chí Giả nói rằng hành giả phát tâm tu hành chân chính thấy bất cứ loại ma nào cũng đều không được khởi tâm sợ hãi. Và Ngài nói rằng vì sao? Vì từ xưa đến nay chưa thấy con ma nào hiện lên là một con hổ gì để ăn thịt, khi mà ăn thịt chúng ta, khi mà chúng ta đang sống sờ sờ như thế này. Rồi Ngài nói là cũng chưa thấy con ma nào hiện thành một con gì, hiện thân thành một con rắn để cắn chết khi mà gì trong giấc mơ chúng ta gì nhìn thấy họ, vân vân và vân vân. Ngài dẫn chứng như vậy để ý muốn là nói rằng là nếu mà tâm chúng ta chân chính thì không có một con ma nào có thể hại được chúng ta. Đó thì vì vậy mà ở đây dụng tâm tu tập là phải để ở trong tâm, trong cái trạng thái là thấy Phật cũng không ưa mà thấy ma cũng không sợ. Đó mới là tu hành đúng pháp. Hôm nay thấy kệ nó, cứ cho nó qua đi, đừng có bám chấp vào nó. Bám chấp vào nó lại thành gì? Lại thành điên cuồng loạn tâm. Năm 2013 có Phật tử ở trên Xuân Khanh, Sơn Tây, gần như ngày nào cũng nhắn tin cho tôi nói rằng là gì: bạch thầy, tối hôm qua con lên tụng kinh Vô Lượng Thọ, con thấy Đức Phật A Di Đà và Quan Âm Thế Chí Vô Lượng Thánh Chúng ở trên ban thờ nhà con phóng quang tỏa sáng, rải hương rắc hoa thơm ngát ở phòng thờ nhà con. Lần đầu tiên nói như vậy tôi chúc mừng. Tôi bảo tôi chúc mừng và tôi bảo đấy là một nhân duyên, công đức, phúc báo rất là lớn của gì? Của Phật tử. Cho nên tôi chúc mừng Phật tử đó. Và nghe tôi chúc mừng như vậy thì ngay ngày hôm sau Phật tử lại tiếp tục gọi điện cho tôi và bảo rằng: bạch thầy, tối hôm qua con lại thấy là A Di Đà Phật đến, Quan Âm Thế Chí và Vô Lượng Thánh Chúng ở Tây Phương Cực Lạc đến và tiếp tục rải hương rắc hoa. Và hôm nay đích thân là Đức Phật A Di Đà còn thuyết pháp cho con nghe. Lần thứ hai, tức là hôm thứ hai đó, tôi không nói gì nữa. Đó. Lần thứ hai thì tôi không nói gì và tôi yên lặng. Tôi cũng không bảo là thiện, cũng chẳng bảo là ác, cũng chẳng bảo là Phật hay là ma. Và tiếp tục sang ngày thứ ba, Phật tử lại sáng sớm lại gọi điện cho tôi và bảo rằng là gì: bạch thầy, tối hôm qua con nằm ngủ, lần này là lần nằm ngủ chứ không nói là tụng kinh, con nằm ngủ thì lại thấy Phật A Di Đà, Phật Thích Ca, Phật Dược Sư và vô số chư thánh chúng đến ở nhà con. Và lần này không chỉ thuyết pháp cho con nghe mà Phật Thích Ca, Phật A Di Đà còn giơ tay và xoa đầu thọ ký cho con, bảo nhất định con sẽ thành Phật. Và sau khi nghe Phật tử kể hết khoảng độ tầm 30 phút về cái chuyện là nhìn thấy Phật đến rồi thế này thế khác trong một thời gian tu tập như thế, thì tôi mới bảo rằng bà nói xong hết chưa? Tôi hỏi rằng bà nói xong hết chưa? Thì Phật tử bảo: vâng, có gì thầy dạy thì cứ dạy, con nói thì chưa xong nhưng mà thầy có gì dạy thì cứ dạy. Tôi bảo bà đang đi lạc vào ma cảnh. Cảnh đó không phải là cảnh giới của gì, của người tu hành chân chính. Cảnh đó không phải là cảnh giới của Phật, của Bồ Tát đã đi. Cảnh đó không phải là
tăng ni Phật tử tu hành chân chính, đệ tử của Đức Phật đã đi, đang đi và sẽ đi. Bà lạc vào đường ma rồi, bà không muốn tẩu hỏa nhập ma, không muốn điên điên khùng khùng, không muốn sau này chết đi đọa vào A Tỳ địa ngục, thì tốt nhất bà phải xem xét lại cách tu của mình. Thế bà này nghe tôi nói như vậy, bà này bảo sao thầy lại mắng con thế, thầy lại nguyền rủa con thế. Tôi bảo không, không phải tôi mắng bà mà không phải tôi nguyền rủa bà, mà đây là thì tôi đang nói những lời thật nhất đối với một người đệ tử xuất gia của Đức Phật, khuyên một Phật tử tại gia của Đức Phật tu hành làm sao đó cho đúng chính pháp. Và Phật tử này sau khi nói tôi nghe nói như vậy thì bảo rằng bạch thầy thì con đang bận lắm, thì thôi lúc khác con gọi lại sau. Thế là tắt máy luôn. Không sao, tắt máy thì tắt máy, tôi cũng tắt máy, bên kia tắt máy tôi cũng tắt máy, và tôi đi làm việc của tôi. Và một thời gian sau, bẵng đi khoảng mấy tháng không nghe thấy Phật tử này gọi điện nữa. Và tôi nghe một số Phật tử nói rằng dạo này ở trong gia đình đạo tràng của Phật tử đấy bây giờ là thành lập lên một đạo tràng, có khoảng độ 15-20 Phật tử thường hay tới đó để tụng kinh. Và đặc biệt dạo này Phật tử đó hay gì, hay nói về họa phúc của các Phật tử và những người dân chung quanh đấy lắm. Có hôm đang tụng kinh Phật tử ấy nói với cả đạo tràng rằng thôi thôi dừng tụng kinh lại để đi ra để cầu siêu cho một vong linh bị tai nạn giao thông. Đúng thật, dừng tụng kinh ra thì đúng thật có một cái xe ben nó vừa chèn chết một người cách đó khoảng 500 mét, cách cái gia đình đó khoảng 500 mét, về phía ở trên Sơn Lộc, về phía dưới Sơn Lộc, tới về phía dưới sân tây của mình này đó, từ nhà vị về phía sân tây của mình khoảng 500 mét. Và các Phật tử ở trong đạo tràng lại càng tin nữa, tin lắm, tin như là Phật là Bồ Tát nói luôn. Vì đang tụng kinh với Phật tử đó bảo là gì, thôi dừng tụng kinh lại để đi xuống để cầu siêu cho một người bị tai nạn giao thông chết rồi. Thế là cả đoàn dừng tụng kinh lại xuống, đúng có một người vì ô tô nó cán chết. Phật tử trong đạo tràng của vị ấy tin và coi vị ấy như là một vị Phật, như vị là một vị Bồ Tát. Và từ đó vị ấy nói cái gì thì các vị ấy nghe theo như thế. Và tôi nghe một vài Phật tử đến nói với tôi rằng á, bạch thầy, nếu thầy bảo là cái điều đó là không phải chính pháp thì lại tại làm sao bà lại, cái Phật tử đó đang tụng kinh lại biết được cái sự màu nhiệm như thế. Đang tụng kinh cách đó 500 mét bảo các Phật tử dừng lại để đi cầu siêu cho một người bị tai nạn giao thông chết, xuống y như vậy. Còn tất cả những gì, cái chuyện họa phúc đời trước đời sau hoặc các vong linh ở trong gia tiên của các Phật tử trong đạo tràng đó đến xem, hoặc là hàng xóm đến Phật tử đó đều nói đúng hết, ai cũng khen là đúng lắm, đúng 100%. Tôi bảo xem càng đúng thì càng chứng tỏ cái con ma mà mượn cái xác của bà ấy để phán là càng một con gì, càng một con ma bự, tức là càng là gì, càng có thế lực lớn, là một đại quỷ thần có thế lực lớn. Bây giờ nó chỉ mượn xác nó chơi, khi mà nó chán nó bỏ đi. Ngài Tịnh Không nói là gì? Và Ngài Tuyên Hóa nói là khi mà cái người bị ma trêu quỷ nhập, nó mượn xác nó bỏ đi, người đó thì thân tàn ma dại, nó hút hết dương khí rồi á, nó lợi dụng hết rồi á, nó lại đi cửa khác và nó không ở đó nữa, thì là thành thân tàn ma dại, rồ rồ điên điên khùng khùng, người trở ra người, ma trở ra ma, lúc thì xưng là Phật, lúc nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Thank you.
nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.